Chào các bạn, tôi là Tiêu Ninh. Hiện nay ta thấy các thảm họa liên tiếp xảy ra, các đại dịch càn quét thế giới, các tín hữu đều đang khẩn thiết chờ đợi và mong mỏi Chúa ngự trên mây mà tái lâm và đưa họ lên trời để họ được tương ngộ Ngài. Để họ có thể được cứu thoát khỏi thế giới tăm tối, khỏi những thảm họa tiến vào thiên quốc. Họ cứ mãi chăm chăm nhìn lên trời, cầu nguyện không ngừng, mong được thấy Chúa trên đám mây, không dám nhìn sang chỗ khác. Họ sợ rằng Chúa sẽ đến và họ sẽ bị bỏ rơi trong thảm họa. Nhưng dần dần, họ quá đỗi thất vọng. Khi thấy những thảm họa đã lần lượt kéo đến rồi mà họ vẫn chưa được nghênh tiếp Đức Chúa Giêsu ngự trên đám mây. Cho nên nhiều người bắt đầu thắc mắc, tự hỏi rằng Đức Chúa Giêsu có thực sự đến không? Có một vài người thấy bất an trong lòng, họ có cảm giác như thể mình đã bị Chúa bỏ rơi và rơi vào trong thảm họa. Cảm thấy bất lực, nhiều mục sư tôn giáo đổi cách giải thích về việc Chúa đến trên mây, rằng Chúa sẽ chỉ đến vào giữa hoặc sau thảm họa. Thậm chí một số mục sư còn dám khẳng định rằng thời điểm Chúa đến rất có thể sẽ là năm 2028 hoặc năm 2030. Những diễn giải kinh thánh kiểu này của các mục sư, cuối cùng có thể khiến các tín hữu rơi vào thảm họa nhưng lại có cảm giác chắc chắn rằng mọi việc sẽ ổn. Nhưng dù tin Chúa bao lâu, nỗ lực thế nào, các tín hữu này vẫn chưa được nghe tiếp Chúa đến. Chúng ta chắc cũng có thể tưởng tượng được họ đang đau lòng cỡ nào. Những người tin vào Chúa trong lòng họ đều biết rõ kinh thánh có nói rằng rơi vào thảm họa, khóc lóc và nghiến răng là dấu hiệu của sự ô nhục. Và thành công hay thất bại trong đức tin đều được định đoạt bởi việc nghênh tiếp Chúa trước thảm họa. Vậy thì tại sao những người trong giới tôn giáo đó vẫn chưa được nghênh tiếp Chúa đến và tại sao họ lại rơi vào thảm họa? Có thể nào là do Chúa bất tín cho nên ngài vẫn chưa hoàn thành lời hứa xuất hiện? Tuyệt đối không phải. Giới tôn giáo chưa được nghênh tiếp Chúa đến không có nghĩa là ngài vẫn chưa tái lâm. Thật ra thì Ngài đã tái lâm trong xác thịt từ lâu, làm con người xuất hiện và công tác. Đã có rất nhiều người từ mọi giáo phái nghe được tiếng Đức Chúa Trời và đã nghênh tiếp Chúa. Thế nhưng vẫn còn một số người trong giới tôn giáo bám víu vào quan điểm Chúa ngự trên mây mà đến nên vẫn chưa nghênh tiếp Chúa. Từ năm 1991, tia chớp phương Đông đã bắt đầu làm chứng cho sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời toàn năng. Họ đã luôn làm chứng như vậy trong suốt ba thập kỷ qua. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ lời phán lên tới hàng triệu chữ. Và những người yêu lẽ thật từ mọi giáo phái đã đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nhận ra chúng đích thực là lẽ thật. Nhận ra họ đang được nghe tiếng Đức Chúa Trời và đến trước Đức Chúa Trời Toàn Năng để mà nghênh tiếp Chúa. Các lẽ thật mà Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ đã được đăng lên mạng từ lâu. Chúng như một vầng đại quang chiếu dạng từ đông sang tây, soi dọi cho toàn bộ thế giới. Hoàn toàn ứng nghiệm những lời của Đức Chúa Giêsu. Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự con người đến sẽ cũng thể ấy. Đức Chúa Trời toàn năng xuất hiện và công tác đã gây chấn động toàn thế giới. Tuy nhiên, những thế lực tôn giáo địch lại đấng Christ đang phán xét lên án chống lại tia chớp phương đông mà không hề chịu tìm hiểu sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa trời lý lẽ duy nhất của họ là Đức Chúa Giêsu mà không ngự trên mây giáng lâm thì là giả mạo và Chúa mà nhập thể trong xác thịt thì là một Chris giả chúng ta thấy rằng sở dĩ giới tôn giáo trở mãi vẫn không được nghênh tiếp Chúa mà còn rơi vào thảm họa hoàn toàn là vì họ không nghe theo lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu để nghênh tiếp ngài mà lại bám vào quan niệm và tưởng tượng của mình họ tự ý và tùy tiện quyết định rằng chúa phải ngự trên một đám mây để tái lâm họ lúc nào cũng mong mỏi chúa đến và đưa họ thẳng vào thiên quốc nhưng lại không chịu đưa lời phán của chúa vào thực hành đối với vấn đề quan trọng như việc nghênh tiếp chúa mà lại phạm sai lầm khủng khiếp như vậy sẽ khiến họ mất cơ hội được cất lên và cuối cùng họ sẽ rơi vào thảm họa sẽ khóc lóc và nghiến răng điều này ứng nghiệm lời đức chúa trời Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Để biết liệu Đức Chúa Giêsu đến trên một đám mây hay là ngài xuất hiện làm con người nhập thể trong xác thịt để công tác, trước hết chúng ta phải hít một hơi thật sâu và suy nghĩ thật kỹ những lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu về việc ngài giáng lâm lần thứ hai, và chúng ta sẽ có thể được khai sáng rõ ràng. Hãy cùng xem những đoạn sau đây vì như chớp phát ra từ phương đông nháng đến phương tây thì sự con người đến sẽ cũng thể ấy vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời này đến dưới phương trời kia thì con người trong ngày ngày cũng như vậy nhưng ngày trước phải chịu đau đớn nhiều và bị dòng dõi này bỏ ra vậy thì các ngươi cũng hãy trực cho sẵn vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ trong đời nô no ê thể nào, khi con người đến cũng thể ấy. Đến khuya, có tiếng kêu rằng, kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Kìa, ta đến như kẻ trộm. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Suy ngẫm kỹ những lời này sẽ dễ thấy rằng những lời tiên tri của Chúa về sự tái lâm của Ngài luôn luôn đề cập đến con người, con người giáng lâm, sự đến của con người, hoặc là con người trong ngày của Ngài, trong đời nô ê thể nào thì khi con người đến cũng như thể ấy. Đức Chúa Giêsu nhiều lần phán sự đến của con người, điều này rất quan trọng trong việc ngânh tiếp Chúa vào thời kỳ sau rốt. Vậy thì con người ở đây thực sự dùng để ám chỉ điều gì? Rõ ràng ám chỉ thần của Đức Chúa trời khoác lên mình xác thịt làm con người, chắc chắn là về sự nhập thể của Đức Chúa trời. Chúa đã phán nhiều lần rằng Ngài sẽ tái lâm như một tên trộm. Vậy cụm từ như một tên trộm, ở đây truyền đạt ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là Chúa sẽ đến âm thầm, đến trong bí mật. Khi mà không một ai trong con người hay biết, Đức Chúa Trời trở nên xác thịt làm con người, bí mật hiện xuống để phán và công tác. Chắc chắn rằng, sự tái lâm của Chúa vào thời kỳ sau rốt là làm con người và diễn ra trước thảm họa khi thế giới đang ở trong thời điểm tăm tối nhất, đến khuya có tiếng kêu rằng, kìa chàng rể đến, các người hãy đi ra rước người. Tựa chớp phương Đông đã làm chứng cho Đức Chúa Trời toàn năng từ năm 1991 cho đến năm 2021 hiện nay. Và trong suốt 30 năm qua, họ đã chịu đựng sự đàn áp, bắt bớ và hãm hại điên cuồng của trung cộng. Trung Cộng thậm chí dùng bộ máy tuyên truyền toàn quốc của chúng, góp phần lan truyền toàn cầu, danh xưng Đức Chúa Trời Toàn Năng mà tia chớp phương Đông làm chứng, thành một cái tên cửa miệng mà ai ai cũng biết. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu, Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời này đến dưới phương trời kia, thì con người trong ngày ngài cũng như vậy, nhưng ngài trước phải chịu đau đớn nhiều và bị dòng dõi nầy bỏ ra sau nhiều năm tia chớp phương đông làm chứng cho đức chúa trời toàn năng rất nhiều người yêu lẽ thật từ mọi giáo phái trên thế giới đã đọc những lời của đức chúa trời toàn năng và công nhận chúng là lẽ thật là lời của đức thánh linh phán cùng các hội thánh họ đã nghe được tiếng của đức chúa trời và vui mừng tiếp nhận đức chúa trời toàn năng họ là những trinh nữ khôn ngoan đã được cất lên trước ngai đức chúa trời và được dự bữa tiệc của chúa thậm chí có rất nhiều người từng lên án và phán xét Đức Chúa Trời toàn năng. Sau đó đã đọc rất nhiều lời phán của Ngài và cuối cùng nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời để đến trước Ngài. Lòng họ tràn đầy hối hận vì trong quá khứ đã có hành động chống đối và lên án Đức Chúa Trời toàn năng. Những trinh nữ khôn ngoan này, những người dự tiệc cưới chiên con này đang làm chứng Đức Chúa Trời toàn năng là con người hiện thân và dáng trần vào thời kỳ sau rốt. Còn những ai bám vào câu chữ kinh thánh khăng khăng đòi nhìn thấy chúa ngự trên mây mà đến là những trinh nữ dại dột và sẽ bị rơi vào thảm họa. Những người này chỉ có thể chờ đến sau đại họa mới được thấy Đức Chúa Giêsu ngự mây mà đến. Lý do chính khiến những người này không được nghênh tiếp Chúa là vì họ chỉ tin lời tiên tri của con người trong Kinh Thánh mà không tin lời tiên tri từ chính Đức Chúa Giêsu. Họ sẽ chỉ tiếp nhận việc Chúa ngự trên mây mà giáng lâm. Họ bác bỏ sự thật và không tin rằng Đức Chúa Trời trong xác thịt xuất hiện làm con người và công tác. Những người này thực sự lạc lối và vô cùng ngu muội. Chúa đã nhắc đến con người nhiều lần khi phán về sự tái lâm của Ngài, nhưng lại có rất nhiều mục sư và rất nhiều học giả Kinh Thánh thông minh và khôn ngoan, hiểu lầm và lẫn lộn quan điểm về con người, phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Họ là nạn nhân của sự thông minh của chính mình. Đức Chúa Trời toàn năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật, nhưng họ vẫn từ chối coi Ngài là con người. Đó chẳng phải là quá mù quáng sao? Nếu không phải Đức Chúa Trời nhập thể, sao Ngài bày tỏ được nhiều lẽ thật như vậy? Đến giờ bọn họ vẫn cứ bám vào quan điểm rằng họ chỉ có thể tiếp nhận Đức Chúa Giêsu ngự trên mây mà đến, còn không thì họ không tiếp nhận. Kết quả, họ sẽ đánh mất cơ hội được cất lên và sẽ rơi vào thảm họa. Đó sẽ là nỗi hối hận muôn đời. Hiện nay, chúng ta đều có thể thấy rằng Chúa đã tái lâm, làm con người nhập thể để xuất hiện và công tác. Đây là một sự thật rõ ràng mà không một con người nào có thể chối bỏ. Vậy mà, nhiều người vẫn cứ thắc mắc về câu Kìa, Ngài đến giữa những đám mây trong khải huyền chương 1 câu 7. Họ nghĩ nó có nghĩa là Chúa sẽ đến trên một đám mây và chẳng phải sẽ rất mâu thuẫn khi nói ngài đến giữa những đám mây và ngài đến làm con người sao nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhưng thực ra chẳng có gì mâu thuẫn ở đây cả đây là một sự thử thách dành cho hiểu biết của con người bất cứ lời tiên tri kinh thánh nào cũng sẽ được ứng nghiệm nhưng phải có quá trình nhất định bao gồm nhiều bước có một trật tự cho sự xuất hiện của con người và việc chúa đến trên một đám mây Ban đầu thì Chúa nhập thể trong xác thịt và đến trong bí mật để công tác, sau đó mới xuất hiện công khai trên một đám mây. Tại sao quá trình này lại diễn ra trong hai bước? Có chuyện gì xảy ra ở giữa quá trình đó? Có nhiều lẽ nhiệm mầu trong chuyện này. Trước hết, hãy xem Đức Chúa Giêsu đã tiên tri những gì. Đức Chúa Giêsu phán: Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời cha tức là lẽ thật. Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ ấy, chẳng phải ta xét đoán kẻ đó. Vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi lời ta đã giao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao chọn quyền phán xét cho con. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con vì là con người. Còn có, vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà đức Chúa trời. Những lời tiên tri này của đức Chúa Giêsu đã ứng nghiệm hết, không những con người đã đến trong bí mật vào thời khác mà nhân loại không ngờ tới. Mà còn bày tỏ rất nhiều lẽ thật, thực hiện công tác, phán xét vào thời kỳ sau rốt. Ngài thực sự chính là thần của lẽ thật. Ngài dẫn dắt những người được Đức Chúa Trời chọn bước vào mọi lẽ thật. Và đã thành toàn một nhóm những người đắc thắng trước thảm họa. Phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng đã được truyền bá tới mọi đất nước trên thế giới. Việc này cho thấy rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đánh bại Satan và giành mọi vinh quang. Hiện tại các đại họa đã lần lượt bắt đầu giáng xuống chúng ta. Đức Chúa Trời đã thành toàn nhóm những người đắc thắng, công tác vĩ đại của Ngài đang hoàn thành. Sau thảm họa, Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện công khai trên một đám mây, trước mọi quốc gia và dân tộc. Lúc đó, những lời tiên tri về việc con người xuất hiện và Chúa đến trên một đám mây sẽ hoàn toàn ứng nghiệm. Từ khi Đức Chúa Trời toàn năng xuất hiện, bắt đầu phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Những ai đã tiếp nhận Đức Chúa Trời toàn năng, đang ăn và uống những lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày, nhờ tiếp nhận sự phán xét và làm tinh sạch, họ dần thoát khỏi tội lỗi và những thế lực của Satan. Đức Chúa Trời đã cho họ làm những người đắc thắng trước thảm họa và họ là những quả ngọt đầu tiên. Điều này hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri trong Khải Huyền. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho Thì ta sẽ vào cùng người ấy Ăn bữa tối với người Và người với ta Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người Để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con Đã ba thập kỷ Từ khi Đức Chúa Trời toàn năng đến trong bí mật Để thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt Đức Chúa Trời toàn năng đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật Và tỏ lộ toàn bộ những lẽ nhiệm màu của Kinh Thánh cũng như tỏ lộ kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời. Ngài đã phán rất nhiều để phán xét và phơi bày thực chất bại hoại của con người chúng ta. Những lời này là con đường lẽ thật để loại bỏ tội lỗi và những thế lực sa tan và được Đức Chúa Trời cứu rỗi hoàn toàn. Dân sự mà Đức Chúa Trời chọn được Đức Chúa Trời toàn năng phán xét hành phạt tỉa sửa, xử lý, thử luyện và tinh luyện thấy rõ sự bại hoại của mình cảm thấy hổ thẹn không biết giấu mặt vào đâu phủ phục trước Đức Chúa Trời lòng đầy hối hận, căm ghét bản thân và coi khinh bản thân. Họ thấy tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không dung thứ sự xúc phạm và họ sinh lòng tôn kính Ngài. Trở nên kính sợ Đức Chúa Trời, tránh xa tà ác, biết thực sự ăn năn và thay đổi mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã hoàn thành một nhóm những người đắc thắng trước thảm họa và thu được những quả ngọt đầu tiên. Chứng ngôn của những người đắc thắng đã được chuyển thể thành phim ảnh và các đoạn phim ngắn rồi đăng tải lên mạng, khiến những người xem chúng tâm phục khẩu phục, mở mang tầm mắt. Rõ ràng là sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Đức Chúa Trời toàn năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật cũng như thực hiện nhiều công tác vĩ đại, không những gây chấn động toàn thế giới mà chấn động toàn vũ trụ. Đức Chúa Trời toàn năng đã thay đổi thế giới Ngài cũng kết thúc thời đại cũ và bắt đầu một thời đại mới. Thời đại vương quốc đã bắt đầu. Chứng tỏ Đức Chúa Trời toàn năng thực sự chính là hiện thân của con người. Đức Chúa Giêsu đã tái lâm rồi. Đấng cứu thế thật sự đã xuất hiện và đang công tác. Hiện tại, công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời đã sắp sửa được hoàn thành và kèm theo đó là đại họa giáng xuống. Có thể nói rằng hiện tại các thảm họa đang bắt đầu rồi và chúng sẽ chỉ càng ngày càng dữ dội hơn. Những kẻ hành ác và thế lực tà ác chống đối Đức Chúa Trời sẽ bị trừng phạt và bị hủy diệt trong các thảm họa. Ai được sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời, làm tinh sạch vào thời kỳ sau rốt thì sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ và giữ lại qua thảm họa. Đợi đến khi những thảm họa này chấm dứt, thế giới tà ác này của Satan sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Và rồi, Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện, công khai đến trên một đám mây. Điều này sẽ hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri trong Khải Huyền chương 1 câu 7. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy, hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Tại sao hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc đó là bởi vì Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật và thực hiện công tác vĩ đại. Vậy mà họ không những không chịu tìm hiểu mà còn lên án, phán xét và phỉ bán ngài cùng với những thế lực địch lại đấng Chris của giới tôn giáo. Họ đã xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời và hiện tại đã rơi vào trong thảm họa. Cuối cùng họ sẽ chỉ biết tự đấm ngực, khóc lóc, thảm thương và nghiến răng. Ứng nghiệm lời tiên tri buồn thảm của Khải Huyền rằng Hết thể các chi cùng với các họ trên thế gian, bọn họ đều sẽ đồng loạt khóc than vì cớ ngài. Ai đã được làm tinh sạch và hoàn thiện nhờ tiếp nhận sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời toàn năng, sẽ thấy Đức Chúa Trời xuất hiện công khai và họ sẽ nhảy múa ăn mừng với niềm vui bất tận, tôn vinh sự toàn năng, khôn ngoan và công chính của Đức Chúa Trời. Như Đức Chúa Trời toàn năng có phán, Lòng thương xót của ta được bày tỏ đến những người yêu mến ta và từ bỏ bản thân họ. Trong khi đó, sự trừng phạt giáng trên những kẻ ác là bằng chứng chính xác cho tâm tính công chính của ta. Và hơn nữa, là lời chứng cho cơn thịnh nộ của ta. Khi thảm họa đến, tất cả những kẻ chống lại ta sẽ than khóc bởi họ chịu ảnh hưởng của nạn đói và dịch bệnh. Những kẻ đã phạm phải mọi kiểu gian ác, nhưng đã theo ta trong nhiều năm sẽ không thoát khỏi việc trả giá cho những tội lỗi của mình họ cũng sẽ rơi vào thảm họa hiếm thấy sự gì giống như vậy trong suốt hàng triệu năm và họ sẽ sống trong một tình trạng hoảng loạn và sợ hãi liên miên và những người theo ta những người đã bày tỏ lòng trung thành với ta sẽ vui mừng và vỗ tay hoan nghênh sức mạnh của ta họ sẽ trải nghiệm sự thỏa lòng không thể tả và sống giữa niềm vui mà trước đây ta chưa từng ban cho nhân loại vì ta trân trọng những việc lành của con người và ghê tởm những việc ác của họ kể từ khi ta bắt đầu dẫn dắt nhân loại ta đã háo hức hy vọng thu được một nhóm người đồng tâm hợp ý với ta trong khi đó với những kẻ không đồng tâm hợp ý với ta ta không bao giờ quên ta luôn ghê tởm họ trong lòng ta chỉ chờ cơ hội để giáng sự trừng phạt lên họ là điều sẽ khiến ta ưa thích khi nhìn thấy giờ đây Ngày của ta cuối cùng đã đến và ta không cần phải chờ đợi nữa. Thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời toàn năng bày tỏ lẽ thật để phán xét, hoàn toàn làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Đây là cơ hội duy nhất để nhân loại được cứu rỗi và được bước vào thiên quốc, đây cũng là cơ hội cả đời có một. Hiện tại các đại họa đang giáng xuống rồi, những ai thức tỉnh và mau chóng tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời toàn năng thì sẽ có thể thoát kịp. Vì Đức Chúa Trời toàn năng phán: Khi ta hành phạt các dân sự, những người trong giới tôn giáo trở về vương quốc của ta với mức độ khác nhau. Được chinh phục bởi các công tác của ta, bởi vì họ đều đã nhìn thấy sự xuất hiện của đấng thánh cưỡi đám mây trắng. Chúng ta có thể thấy, một số người sẽ nghe tiếng của Đức Chúa Trời và thấy những việc làm của Ngài, và vì thế đến trước Ngài, nhờ đó đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ở giữa thảm họa đây chính là được cất lên trong thảm họa và đây sẽ là cơ hội cuối cùng của họ cũng như sự bao dung của đức chúa trời dành cho nhân loại những người thông minh sẽ biết phải lựa chọn như thế nào những ai vẫn nhất mực hão huyền chờ đợi chúa đến trên một đám mây thì cuối cùng sẽ có một kết cục không thể nào tránh khỏi cuối cùng hãy xem thêm một đoạn lời của đức chúa trời toàn năng nhiều người có thể không quan tâm đến những gì ta phán nhưng ta vẫn muốn phán với từng người được gọi là thánh đồ đi theo giê xu rằng khi các ngươi nhìn thấy tận mắt giê xu giáng thế từ trời trên một đám mây trắng đây sẽ là sự xuất hiện công khai của mặt trời của sự công chính có lẽ đó sẽ là thời điểm vô cùng phấn khích của các ngươi nhưng các ngươi cần biết rằng thời điểm các ngươi chứng kiến giê xu giáng thế từ trời cũng là lúc các ngươi xuống địa ngục để chịu trừng phạt đó sẽ là thời điểm kết thúc kế hoạch quản lý của đức chúa trời và nó sẽ là khi đức chúa trời ban thưởng cho người tốt và trừng phạt kẻ xấu vì sự phán xét của đức chúa trời sẽ kết thúc trước khi loài người nhìn thấy các dấu lạ khi chỉ còn sự bày tỏ của lẽ thật những người chấp nhận lẽ thật và không tìm kiếm các dấu lạ và do đó đã được tinh sạch sẽ trở lại trước ngai của đức chúa trời và bước vào vòng tay của đấng tạo hóa chỉ những người cố chấp với niềm tin rằng giê xu không cưỡi trên một đám mây trắng là chris giả sẽ phải chịu sự trừng phạt đời đời bởi vì họ chỉ tin vào giê xu là đấng biểu lộ các dấu kỳ mà không thừa nhận giê xu là đấng tuyên bố sự phán xét nghiêm khắc và ban ra con đường thật và sự sống và vì vậy chỉ có thể là giê xu sẽ giải quyết họ khi ngài công khai tái lâm trên một đám mây trắng. Họ quá ngang bướng, quá tự tin vào bản thân và quá kiêu ngạo. Làm sao những kẻ suy đổi như vậy có thể được Giêsu ban thưởng? Sự tái lâm của Giêsu là sự cứu rỗi vĩ đại cho những người có khả năng chấp nhận lẽ thật. Nhưng với những người không thể chấp nhận lẽ thật, đó là dấu hiệu của sự đoán phạt. Các ngươi nên chọn con đường của riêng mình và không nên báng bổ Đức Thánh Linh và bác bỏ lẽ thật. Các ngươi không nên là kẻ ngốc nghếch và kiêu ngạo, mà hãy là người vâng phục sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh và mong mỏi tìm kiếm lẽ thật. Chỉ có cách này các ngươi mới được lợi. Chương trình hôm nay đến đây xin phép được khép lại, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như có thắc mắc nào mời các bạn để lại bình luận bên dưới. Hãy tiếp tục theo dõi để được hỗ trợ và hướng dẫn thực tế hẹn gặp lại vào lần sau